Kính chào quý thầy cô và mọi người đã đến với kênh của thầy Vũ Gia Kiệm. Hôm nay em chia sẻ cho quý thầy cô và mọi người cái cách mà chúng ta trình chiếu cái file Word trong giảng dạy online cho tất cả các môn học. Cái cách mà trình chiếu trong Word này tuy nó không đẹp bằng cách mà trình chiếu bằng PowerPoint, thì chắc chắn là PowerPoint nó phải đẹp hơn rồi quý cô ạ. Tuy nhiên cái cách mà trình chiếu trong Word này giúp cho quý thầy cô tiết kiệm nhiều thời gian khi quý thầy cô soạn trên Word nó đơn giản và nó nhanh hơn. Còn trên PowerPoint đôi lúc quý thầy cô dạy những môn toán nó nhiều ký hiệu thì quý thầy cô có thể là rất vất vả trong quá trình quý cô soạn bài. Vậy cụ thể làm như thế nào em xin chia sẻ cho quý thầy cô như sau. Trước hết là em khởi động cái Microsoft Word lên để quý thầy cô kiểm tra xem là chúng ta đã có cái chương trình để chúng ta có thể là trình chiếu trong Word chưa. Thì bây giờ em sẽ mở Word. Trong trường hợp này thì em sử dụng cái Word 2019 hoặc là quý thầy cô có thể sử dụng Word 2016 và quý thầy cô có thể là sử dụng thử cái Word 2010. Vậy bây giờ quý thầy cô cùng nhìn lên cái thanh thực đơn. Thì quý thầy cô thấy là trên thanh thực đơn này quý thầy cô không thấy cái chữ Word sau đâu. Vậy thì bây giờ quý thầy cô thấy là chúng ta chưa có add cái chức năng nó vào. Vậy thì bây giờ làm sao để quý thầy cô add cái chức năng nó vào đây để chúng ta có thể sử dụng trình chiếu trên Word? Thì quý thầy cô có thể làm các bước như sau. Thứ nhất là quý thầy cô đi tải cái phần này về. Thì bây giờ quý thầy cô khởi động cho em một cái trình duyệt web. Thì trong trường hợp này em sử dụng Chrome. Còn quý thầy cô có thể sử dụng Cốc Cốc hoặc Firefox hoặc một cái trình duyệt web nào đó cũng được. Sau khi mà quý thầy cô khởi động Chrome xong thì bây giờ em sẽ dán cái địa chỉ như sau. Và cái địa chỉ này em có để trên cái link của Google Drive thì quý thầy cô có thể là copy ở dưới cái phần mô tả hoặc là quý thầy cô có thể link trực tiếp vào thì nó cũng dẫn tới cho chúng ta cái phần mà tải xuống. Vậy sau khi mà quý thầy cô đã link vào cái link hoặc là dán vào thì quý thầy cô nhấn Enter. Trong trường này em dán thì em nhấn Enter. Sau khi mà quý thầy cô đã nhấn Enter xong thì quý thầy cô đợi máy nó chạy trong giây lát thì nó dẫn tới cho chúng ta đến cái trang tải xuống. Thì quý thầy cô thấy đây chính là Word sau. Và bây giờ quý thầy cô nhấn vào cái mũi tên tải xuống. Thì trong trường này em nhấn vào mũi tên tải xuống. Và quý thầy cô quan sát ở cuối màn hình, quý thầy cô thấy nó đang tải xuống. Và cái này nó tải xuống cũng rất là nhanh. Và đây là một cái tool, là một công cụ để chúng ta add vào trong Word để quý thầy cô có thể sử dụng. Và đến đây thì quý thầy cô quan sát chúng ta thấy đã tải xong. Thì quý thầy cô nhấn vào cho em cái mũi tên quay lên bên phải. Sau đó quý thầy cô nhấn vào cho em chữ hiển thị trong thư mục. Và nó dẫn tới cho chúng ta cái thư mục mặc định mà nó đeo về, đó là thư mục download. Quý thầy cô có thể để trong đây để quý thầy cô sử dụng cũng được. Tuy nhiên trong trường này em sẽ cắt ra một cái nơi để em có thể nhớ và em sử dụng cho nó dễ. Vậy trong trường này thì em sử dụng em cắt ra ngoài màn hình nền desktop hoặc là quý thầy cô có thể là cắt vào trong ổ đĩa D, ổ đĩa E, tùy quý thầy cô. Nhưng mà trong trường này em sẽ cắt ra ngoài màn hình nền. Và bây giờ quý thầy cô nhấn phải chuột. Sau đó quý thầy cô chọn cất hoặc là quý thầy cô có thể là nhấn Ctrl X. Và sau khi quý thầy cô nhấn xong, quý thầy cô đóng cái này lại. Ra ngoài màn hình nền, quý thầy cô nhấn phải chuột và quý thầy cô chọn paste hoặc là quý thầy cô có thể là nhấn Ctrl V. Và quý thầy cô thấy nó đã nằm trên ngoài màn hình nền desktop. Vậy thì quý thầy cô đã tải xong cái phần mà Word sau về để quý thầy cô có thể là trình chiếu trên Word. Vậy thì bây giờ làm sao để quý thầy cô có thể sử dụng cái này? Thì quý thầy cô có bước thứ hai. Vậy là bước thứ nhất quý thầy cô đã tải thành công. Vậy bây giờ em sẽ ví dụ cho quý thầy cô như sau. Ví dụ bây giờ em sẽ sửa bài một cái bài toán của một lớp. Ví dụ như em sửa bài toán đại số của lớp 8. Thì em sẽ mở cái file Word mà chứa cái nội dung mà quý thầy cô muốn sửa bài cho các em trong quá trình mà quý thầy cô dạy online. Đến đây thì em đã mở xong cái file mà em muốn sửa cho học sinh. Thì quý thầy cô thấy quý thầy cô có thể là soạn trên Word. Ở đây thì em ví dụ minh họa cho quý thầy cô đó là môn toán. Còn nếu quý thầy cô sử dụng môn tiếng Anh, môn sử, môn địa, môn văn, môn vật lý, nói chung là các môn, thì quý thầy cô sử dụng một cách tương tự. Vậy thì bây giờ quý thầy cô thấy chúng ta muốn sửa bài này cho học sinh. Thì quý thầy cô lưu ý là trong quá trình soạn bài thì quý thầy cô phải soạn cái phần đề và quý thầy cô phải soạn cái phần đáp án. Vậy thì ở đây em để phần đề màu đen, còn phần đáp án thì màu xanh để cho quý thầy cô phân biệt. Vậy đây là chỉ là một cái bài ví dụ thôi, quý thầy cô có thể là làm nhiều bài hơn. Vậy sau khi mà quý thầy cô mở xong cái file mà quý thầy cô muốn sửa rồi thì bây giờ quý thầy cô làm như sau. Quý thầy cô nhấn vào file, sau đó quý thầy cô di chuyển con chuột xuống dưới và quý thầy cô sẽ chọn vào cho em là mục option. Tuy nhiên trong máy của em do cái màn hình nó nhỏ nên nó nằm ở trong cái phần more. Còn nếu máy quý thầy cô màn hình mà nó lớn thì phần option nó sẽ nằm ngay ở phía dưới này luôn ạ. Vậy bây giờ em nhấn vào more. Nếu quý thầy cô nào không thấy thì quý thầy cô nhấn vào more như em. Sau đó quý thầy cô di chuyển qua và quý thầy cô chọn cho em vào cái mục là option. Sau khi mà quý thầy cô chọn cái mục option xong thì nó hiện cho quý thầy cô một cái bảng hộp thoại, đó là Word option.
Và bây giờ quý thầy cô di chuyển xuống dưới, quý thầy cô chọn cho em phần Add In. Sau khi quý thầy cô nhấn phần Add In rồi thì quý thầy cô thấy nó sổ ra cho quý thầy cô một cái phần bên phải này. Và quý thầy cô di chuyển xuống dưới cái chữ mà quản lý này. Và quý thầy cô di chuyển qua cái ô hình chữ nhật, nó có cái mũi tên tam giác màu đen quay xuống. Quý thầy cô nhấn vào cho em. Sau đó nó xuất hiện cho quý thầy cô một cái chọn lựa. Thì bây giờ quý thầy cô sẽ chọn vào cho em tiếp tục là Work Add In. Và quý thầy cô thấy nó xuất hiện cái cuộc add in rồi. Thì tiếp theo quý thầy cô chọn vào Go. Đến đây thì nó xuất hiện cho quý thầy cô một cái bảng là add in. Vậy quý thầy cô sẽ add cái phần mà quý thầy cô vừa tải được là cái cuộc sâu 2.0 về. Vậy bây giờ quý thầy cô làm như sau. Quý thầy cô nhấn vào chữ add có dấu 3 chấm bên phải. Sau đó quý thầy cô chọn cái nơi mà quý thầy cô lưu. Thì trong trường hợp này em lưu trên màn hình desktop thì em sẽ chọn vào desktop. Còn nếu quý thầy cô chọn ổ đi D, ổ đi E hoặc thư mục nào đó thì quý thầy cô nhớ đường dẫn và chúng ta chọn cho đúng chỗ. Sau khi mà chọn desktop xong rồi thì quý thầy cô quan sát trên desktop em có cái phần mà em vừa tải về, đó là cuộc sâu 2.0. Và sau khi chọn xong quý thầy cô nhấn OK. Và đến đây thì quý thầy cô thấy nó đã xuất hiện một cái cuộc sâu 2.0 và đánh dấu tích vào rồi. Thì quý thầy cô thấy là OK. Thì quý thầy cô thấy là OK rồi thì chúng ta nhấn vào OK ở dưới này. Sau khi mà quý thầy cô nhấn vào OK rồi thì quý thầy cô sẽ xuất hiện là Enable Content. Thì trong trường này quý thầy cô phải bật nó lên. Và quý thầy cô nhấn vào đây. Sau khi quý thầy cô nhấn xong rồi là bây giờ quý thầy cô thấy chúng ta sẽ sử dụng một cách bình thường. Thì quý thầy cô quan sát ở trên cái thanh thực đơn cho em thì ở phần cuối này quý thầy cô nó xuất hiện cho quý thầy cô cái cuộc sâu, tức là double U sâu đấy quý thầy cô. Quý thầy cô click vào cái chỗ cuộc sâu này thì nó xuất hiện cho quý thầy cô rất nhiều cái chọn lựa trong đây. Tuy nhiên quý thầy cô chỉ quan tâm cho em một số mục như sau. Thứ nhất là cái mục option. Thì bây giờ quý thầy cô chọn vào cho em cái mục option. Sau khi quý thầy cô chọn mục option xong và nó xuất hiện cho quý thầy cô một cái cửa sổ để chúng ta chọn lựa. Thì trong trường hợp này cái phần này chính là tác giả là thầy Huỳnh Đức Chính. Thì em đang chia sẻ cái cách sử dụng. Vậy thì bây giờ quý thầy cô sẽ chọn vào như sau cho em là thiết lập lý thuyết. Thì trong trường này quý thầy cô chọn ở đây cho em là mỗi lần hiện một câu. Bởi vì trong trường này môn toán thì em chỉ cần là mỗi lần nó xuất hiện một câu thôi. Còn nếu quý thầy cô mà sử dụng môn văn thì quý thầy cô có thể là chọn là mỗi lần hiện một đoạn. Vậy tùy vào nhu cầu sử dụng của các môn, quý thầy cô xem môn nào phù hợp thì quý thầy cô chọn lựa cho nó đúng. Thì ở đây mặc định thì nó để là mỗi lần hiện một đoạn. Nhưng mà trong môn toán của chúng em thì chúng em chọn là mỗi lần hiện một câu. Bởi vì trong trường này chúng em sử dụng cái này nó mới hợp lý. Vậy thì em sẽ chọn vào mỗi lần hiện một câu. Và sau khi quý thầy cô chọn cái phần mà mỗi lần hiện một câu trong cái phần này rồi thì còn lại quý thầy cô chỉ việc click là OK. Và ở đây là phần giao diện tiếng Việt, quý thầy cô có thể là nghiên cứu và quý thầy cô có thể là tìm hiểu thêm. Còn trong trường này nhu cầu của em thì em chỉ cần là chọn vào cái phần lựa chọn là mỗi lần hiện một câu thôi. Và cái phần mặc định còn lại thì em để nguyên như vậy. Còn quý thầy cô có thể là thay đổi tùy quý thầy cô. Vậy sau khi mà quý thầy cô chọn cái phần mà thiết lập lý thuyết nó phù hợp với cái môn của quý thầy cô rồi thì quý thầy cô sẽ chọn vào phần OK. Và sau khi quý thầy cô chọn xong thì bước tiếp theo quý thầy cô chọn hết tất cả cái văn bản này cho em bằng cách quý thầy cô chọn hết, hoặc là quý thầy cô có thể nhấn Ctrl A để nó chọn cho nhanh. Thì trong trường này em sử dụng Ctrl A. Và sau khi quý thầy cô chọn Ctrl A xong rồi thì bước tiếp theo quý thầy cô nhấn vào cho em ở phần bên trái này. Và em nhấn vào cái phần mà set up lý thuyết thì ở dưới đây nó xuất hiện cho quý thầy cô một cái chỗ giải thích bằng tiếng Việt. Thì quý thầy cô có thể là đọc và quý thầy cô có thể làm theo. Và bây giờ em nhấn vào set up lý thuyết. Và sau khi quý thầy cô nhấn xong rồi thì nó xuất hiện cho quý thầy cô một cái bảng đó là xong. Tức là quý thầy cô đã set up xong rồi. Nó rất là nhanh quý thầy cô ạ. Và quý thầy cô nhấn vào OK. Và lúc này quý thầy cô thấy là mọi cái văn bản ở trên cái trang web của chúng ta không phải nó mất đâu quý cô, mà nó ẩn bên trong để quý thầy cô có thể là trình chiếu đặt từ từ. Và bước tiếp theo quý thầy cô nhấn vào cho em là sắp thứ tự BM. Quý cô nhấn vào cho em, rồi em nhấn vào là sắp thứ tự BM. Và nó báo cho quý thầy cô là xong. Và trong đây quý thầy cô đã xuất hiện số 25, tức là quý thầy cô có được 25 dòng. Và em nhấn vào OK. Còn nếu quý thầy cô có nhiều hơn thì nó báo số dòng của quý thầy cô sẽ nhiều hơn. Và sau khi mà quý thầy cô nhấn OK xong rồi là coi như chúng ta đã cài đặt xong rồi.
Và đến đây quý thầy cô chỉ cần trình chiếu online, ví dụ như quý thầy cô thì học trên Zoom hoặc trên là Google Meet hoặc là một cái phần mềm dạy học trực tuyến nào đó, thì đến đây quý thầy cô có thể trình bày như sau. Quý cô để ý ở trên đây có cái nút tím tím mà nó hiện ra chữ sau next, thì quý thầy cô sử dụng cái nút này để quý thầy cô trình chiếu các nội dung và quý thầy cô lần lượt đưa ra. Vậy bây giờ em sẽ trình chiếu như sau. Đầu tiên em nhấn lần thứ nhất thì nó xuất hiện cho quý thầy cô cái dòng đầu tiên. Tiếp theo quý thầy cô nhấn lần nữa và quý thầy cô nhấn lần nữa thì nó ra được cái đề bài đầy đủ. Tiếp theo quý thầy cô thấy nó ra cái đề bài là bài 7. Và tiếp theo quý thầy cô nhấn vào nó ra được câu A. Và sau đó quý thầy cô có thể là cho học sinh làm. Và quý thầy cô sửa bài thì quý thầy cô lại tiếp tục nhấn vào một lần nữa, thì quý thầy cô thấy nó xuất hiện từ từ đấy quý thầy cô. Rồi quý thầy cô tiếp tục nhấn lần nữa. Và sau đó quý thầy cô nhấn tiếp theo thì tiếp tục ra câu B. Và nhấn tiếp theo thì quý thầy cô sẽ thấy nó ra cái kết quả của câu B. Và tiếp tục quý thầy cô cứ nhấn vào mỗi lần nhấn thì nó xuất hiện cho quý thầy cô một dòng. Và đến đây là coi như em đã sửa xong câu B, ví dụ như vậy. Và nếu tiếp theo thì quý thầy cô tiếp tục click vào và tiếp tục click. Rồi sau đó quý thầy cô để cho học sinh làm trong một thời gian nào đó, rồi quý thầy cô tiếp tục click để trình chiếu. Và quý thầy cô tiếp theo, và quý thầy cô nhấn tiếp theo. Và quý thầy cô cứ click mỗi lần như vậy thì xuất hiện một dòng để chúng ta có thể sửa bài. Tuy nhiên trong quá trình mà quý thầy cô trình chiếu này, nếu quý thầy cô thấy rằng là cái kết quả nó sai, ví dụ như ở đây là quý thầy cô mà chẳng may đánh nhầm để chữ Z này quý thầy cô, thì trong trường này quý thầy cô có thể là chọn và quý thầy cô có thể là chỉnh sửa lại một cách bình thường như là một cái file ngược quý thầy cô hay sử dụng vậy. Và trong trường này em có thể sửa lại. Và đến đây quý thầy cô đã sửa xong câu B ví dụ như vậy, thì tiếp theo quý thầy cô nhấn vào sau next thì chúng ta tiếp tục ra nội dung tiếp theo. Và tiếp theo quý thầy cô nhấn tiếp. Và quý thầy cô click như vậy thì mỗi lần nó xuất hiện một dòng cho quý thầy cô. Còn nếu quý thầy cô muốn sử dụng mà xuất hiện một đoạn thì quý thầy cô vào cái phần cài đặt mà em đã chia sẻ ban đầu. Và đến đây quý thầy cô thấy là hết rồi thì quý thầy cô thấy nó dừng lại. Quý thầy cô có thể là soạn bằng cái văn bản buộc, nó rất tiện lợi và nó nhanh. Còn trong Powerpoint thì quý thầy cô làm được thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên quý thầy cô có thể là mất công, rất mất thời gian trong quá trình quý thầy cô dạy trong thời online như vậy. Quý thầy cô có thể là không có nhiều thời gian để quý thầy cô soạn bài, thì quý thầy cô có thể sử dụng cái file Word này để quý thầy cô có thể trình chiếu như vừa rồi luôn. Và đến đây thì em đã sửa xong cho học sinh một cái file Word thứ nhất. Và sau khi mà quý thầy cô sửa xong thì quý thầy cô đóng lại. Và bây giờ quý thầy cô khởi động cái file thứ hai mà nếu quý thầy cô muốn sửa bài, và file thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng tương tự như vậy. Và bây giờ em sửa một cái file khác. Và trong trường thứ hai này em sẽ sửa một cái file, đó là file hình học. Còn quý thầy cô thấy lúc đầu em đã sửa cái file đại số. Và sau khi mà em mở cái file thứ hai hình học xong thì quý thầy cô thấy ở trên cái thanh thực đơn này quý thầy cô quan sát lại không thấy cuộc sâu đâu. Vậy làm thế nào để lần sau quý thầy cô và mọi người khởi động cuộc mà có sẵn cuộc sâu, thì quý thầy cô và mọi người làm các bước như sau. Thứ nhất, nếu quý thầy cô đang mở một cái file cuộc nào thì quý thầy cô và mọi người chúng ta phải đóng hết lại, vì trong trường này em đóng cái file này lại. Và sau khi quý thầy cô và mọi người đã đóng hết tất cả các file cuộc rồi thì quý thầy cô và mọi người chúng ta làm như sau. Bước thứ nhất thì quý thầy cô và mọi người copy cái phần mà cuộc sau mà 2.0 mà quý thầy cô và mọi người đã tải về. Vậy bây giờ em đang để ở trên cái màn hình nền desktop, còn quý thầy cô và mọi người có thể để ở trong ổ đĩa D, ổ đĩa E, thì quý thầy cô và mọi người nhớ cái đường dẫn để chúng ta copy. Vậy trong trường này của em trên desktop thì em chọn vào, sau đó em nhấn phải chuột và em chọn copy, hoặc quý thầy cô có thể là chọn Ctrl V. Và bước thứ nhất quý thầy cô đã chọn copy xong rồi, thì bước thứ hai quý thầy cô và mọi người chúng ta làm như sau. Quý thầy cô và mọi người tìm đến cái màn hình máy tính, tức là My Computer, hoặc một số máy ghi là Disk PC ở trên màn hình nền. Bây giờ quý thầy cô và mọi người click nút vào. Bây giờ em sẽ click nút. Sau khi mà mở được cái màn hình máy tính My Computer này thì quý thầy cô chọn vào ổ đĩa C, quý thầy cô click nút. Tiếp theo quý thầy cô chọn cho em những cái mục mà RAM file, quý thầy cô click nút vào. Và sau khi click nút xong rồi thì quý thầy cô tiếp tục tìm cho em đến cái thư mục mà Microsoft Office, và quý thầy cô mở ra bằng cách chúng ta click nút vào. Tiếp theo quý thầy cô và mọi người nhấn vào thư mục Root. Và sau đó quý thầy cô và mọi người chọn đến cái Office 16. Thì trong trường này em sử dụng cái bản Office Word 2019. Quý thầy cô có thể sử dụng tương tự là Word Office 2016 hoặc 2013 hoặc 2010, thì có thể quý thầy cô làm một cách tương tự, nhưng có thể nó khác đường dẫn một chút.
Còn em đang chia sẻ cho quý thầy cô là em sử dụng bản Office 2019 thì có thể đường dẫn 2016 nó cũng tương tự. Sau khi mà quý thầy cô click nút vào thư mục rút rồi thì bây giờ tiếp tục quý thầy cô lại click nút vào Office 16. Và quý thầy cô di chuyển chuột xuống dưới. Sau đó quý thầy cô chọn vào thư mục Startup. Quý thầy cô click nút mở ra. Và sau khi quý thầy cô mở xong rồi thì quý thầy cô sẽ nhấp phải chuột vào cái vùng trống. Và sau đó quý thầy cô chọn Paste, hoặc là quý thầy cô có thể là chọn Ctrl V. Nếu mà máy có hỏi quý thầy cô thì quý thầy cô chọn là Continue. Và đến đây nó đã hoàn thành copy Workflow 2.0 vào cái thư mục Startup trong Office. Và quý thầy cô để ý ở trên đây chính là cái đường dẫn để quý thầy cô copy cái Workflow này vào. Và thầy cô copy vào cái phần Startup này để quý thầy cô hiểu rằng là khi Work nó khởi động thì Workflow cũng sẽ khởi động theo. Vậy sau khi copy xong tới đây rồi thì quý thầy cô chỉ việc click đóng lại thôi. Và bây giờ quý thầy cô khởi động Microsoft Work lên. Thì bây giờ trong trường này em sẽ khởi động Microsoft Work, hoặc là em khởi động cái file mà em muốn sửa bài. Thì ở đây em sẽ khởi động cái file mà em muốn sửa bài. Và nếu quý thầy cô mở xong thì quý thầy cô nhớ là chọn vào mạng Enable Content. Sau đó quý thầy cô quan sát trên cái thanh thực đơn thì quý thầy cô thấy cuộc sâu nó xuất hiện ở quý cô này. Vậy thì quý thầy cô từ nay trở đi thì quý thầy cô có thể không phải bật lại nữa. Và mỗi lần quý thầy cô khởi động Word đều có sẵn thực đơn Word sau để sử dụng bình thường. Vậy bây giờ em giả sử em khởi động cái Microsoft Word ở trên màn hình nền. Quý thầy cô chọn cái file cần sửa hoặc là file trắng. Bây giờ em click một cái trang trắng. Và quý thầy cô lưu ý là chúng ta cũng nhớ mỗi lần khởi động quý thầy cô chọn Enable Content. Và lúc này quý thầy cô quan sát thì quý thầy cô thấy trên thanh thực đơn có Word sau rồi. Vậy thì cái việc còn lại là quý thầy cô có thể là thực hiện bình thường như cái file đầu tiên em đã chia sẻ cho quý thầy cô. Vậy đến đây em đã chia sẻ xong cho quý thầy cô và mọi người cái cách trình chiếu Word trong cái phần mà quý thầy cô dạy học online, có thể là trong Zoom hoặc trong Google Meet. Vậy em chúc tất cả quý thầy cô và mọi người sử dụng trong dạy học online đạt hiệu quả cao. Vậy nếu quý thầy cô thấy video hữu ích và lần đầu tiên quý thầy cô đến với kênh của thầy Vũ Gia Kiệm thì quý thầy cô nhấn vào cho em một like, và quý thầy cô nhấn vào đăng ký, và quý thầy cô bật chuông để quý thầy cô có thể đón những video mới nhất của em và cũng là động viên tinh thần cho em để em làm những video tiếp theo. Một lần nữa em chúc quý thầy cô mạnh khỏe, cài đặt thành công và quý thầy cô hoàn thành công việc trong thời gian khó khăn này. Cuối cùng em kính chào tất cả quý thầy cô và mọi người, và hẹn lại quý thầy cô và mọi người trong những video tiếp theo.